Nếu mai không là tôi nữa, sỏi đá vô chi chắc cũng buồn. Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ nói về thằng Coi Biết nha các bạn. Đáng lý lẽ ra là còn có 5 ngày nữa là sự kiện này kết thúc nha các bạn. Vì nó sẽ tặng cái đồng CNB thêm cho tất cả các bạn nha các bạn. Nên bạn nào chưa đăng ký thì đăng ký nha các bạn. Thằng Coi Biết giờ nó sẽ lọt vào top 1 thế giới rồi các bạn ơi. Chúc mình cho bằng chứng các bạn coi nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn click chiếc phần link và mình sẽ một thông báo một cái tin nữa cho các bạn luôn. Thằng Coi Biết đó nó đã ra một nó ra một cái app trên Shitlane nha các bạn. Các bạn click chiếc phần link mô tả của mình đăng ký và vào hộp thư spam xác nhận mail nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đăng ký xong rồi các bạn chỉ cần có một tấm giấy chứng minh nhân dân nè. Các bạn xác minh danh tính thành công là được nha các bạn. Là nhận được 2000 CNB là tương đương khoảng 200 đô luôn nha các bạn. Rồi rồi nha các bạn, mình ra Shitlay mình bạn nào chưa KYC vào. Rồi mình ra mình lên các bạn click chiếc phần link mô tả mình đó các bạn. Nó sẽ ra một cái giao diện Coi Biết. Các bạn chờ chút nha. Các bạn hoặc lên Shitlay hoặc Upshow bạn chữ gõ chữ Coi Biết nha các bạn. Đây các bạn, nó đã ra một cái phiên giao diện trên Shitlay nha các bạn. Cái phiên bản này nè các bạn. Củ chuối xì ngầu. Good. Rồi mình qua mình sẽ coi cho các bạn luôn. Để mình coi thằng Coi Biết này nè. Rồi qua sử dụng rồi bỏ đi. Rồi mình qua cái chợ coi Market Cap mình coi nó đứng thứ mấy nha các bạn. Rõ ràng nè các bạn, đã lọt vào top 1 rồi các bạn. Volume, cái volume của nó là nó giao dịch là được là 934.000 USD trong vòng 24 giờ nữa các bạn. Nè, volume của nó nè. Tốc độ xử lý của nó là rất là mau hoặc là dư phần nó giao cái lãi của nó ít nữa. Mình lựa sàn nào mà ấy ít mình chơi chứ. Vậy video mình thông báo cho anh em tất cả anh em nào ấy đây, dự kiến của nó là mùng 1 tháng 1 năm 2020 ngày Tây nha các bạn, cũng không còn nhiều ngày đâu. Cơ hội cho chúng mình ăn Tết. Kiếm vài trăm đô ăn Tết cho các bạn ơi. Vậy video này đến đây cũng kết thúc. Xin chúc tất cả anh em KC thành công nha các bạn. Vậy chào tạm biệt tất cả các bạn. Khoan, bạn nào khoan mình nói lại nhắc lại các bạn. Bạn nào mà đang KC các bạn chưa thành công mà vô KC lại, còn nó chưa nó không cho KC lại thì nó đang xác minh nha các bạn. Vì số lượng tham gia người quá đông mà nên các bạn chờ lâu. Các bạn cũng đừng nóng nha các bạn. Nó sẽ về cho tất cả các bạn mà. Các bạn nha, ghi thông tin chính xác chút xíu nha. Chụp giấy chứng minh nhân dân cầm tấm hình nhớ ghi chữ coibit.io mà chụp cho sáng nha các bạn. Gỡ lên chứng minh nhân dân mặt trước mặt sau là xong phim. Vì chào tạm biệt tất cả các bạn nha.